xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Gặp gỡ lần đầu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc của Ái Vân và chính tác giả. Kỹ thuật và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Bước xuống xe lửa, Quảng lách đám đông tiến thẳng lên phía trước, bỏ lại sau lưng cả một quang cảnh hỗn độn. Hành khách, bạn hàng, phu xe tranh nhau giành giật mời gọi. Tiếng còi công an rít lên từng hồi, lẫn với tiếng gà, vịt, heo, chó giống lên từng cơn như sắp bị đem đi cắt tiết. Ra khỏi vùng náo nhiệt đó, Quảng thở phào nhẹ nhõm, đứng lại trên lề đường vắng, nhướng mắt nhìn quanh. Hà Nội nơi chôn nhau cát rốn của Quảng đây. Hà Nội mà bà mẹ Quảng cứ suốt ngày ca ngợi, hiện ra trước mắt Quảng chỉ là những dãy phố tồi tàn, vừa nghèo vừa bẩn. Quảng không thất vọng lắm, bởi vì suốt quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, Quảng đã mường tượng sẵn trong đầu quang cảnh điều hưu của nó. Gã chỉ ngạc nhiên tại sao mẹ mình vẫn cứ thích Hà Nội như một vùng đất linh thiêng không sao xóa nhòa được trong ấn tượng của bà. Mẹ Quảng thường nhắc nhở gã: "Con ạ, thế nào thì mày cũng phải ra ngoài ấy một chuyến cho biết, không có như ở Sài Gòn này đâu." Nhiều lần Quảng nghe mẹ hãnh diện kể với lối xóm: "Tôi thì tôi đẻ thằng Quảng ở Hà Nội mới được có 3 tháng thì phải bế nó xuống Hải Phòng để vào Nam. Cứ tưởng không nuôi được, nó còn sống được là may lắm đấy." Thỉnh thoảng trong bữa cơm, mẹ Quảng còn quả quyết: "Nói thế nào thì nói, chứ tao thì tao vẫn thích sống ở Hà Nội hơn. Ở đấy cảnh đã đẹp mà người lại khéo, chứ không có như ở trong này." Hà Nội, hai tiếng ấy cứ được nhắc đi nhắc lại mãi, khiến Quảng đâm ra tò mò. Năm 78, gã đã toan đi một lần, nhưng ngày đó giấy đi đường còn khó khăn lắm, Quảng xoay không nổi. Phải chờ đến hôm nay, 10 năm sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, Quảng mới được đặt chân lên mảnh đất mà mẹ gã không tiếc lời tán tụng. Thật tình mà nói thì Quảng ra Hà Nội chuyến này hoàn toàn không phải vì sự lôi cuốn của mảnh đất ngàn năm văn vật mà bà mẹ vẫn liên tục gieo vào đầu Quảng. Cái động lực chính thúc giục Quảng lên đường chỉ là Bính, cô em họ con bà dì mà Quảng đã có dịp gần gũi cách đây gần một năm ngay tại Sài Gòn. Dạo ấy, Bính vào thăm gia đình Quảng lần đầu, lưu lại nhà Quảng đến mấy tháng trời. Tuy là anh em con dì con già, nghĩa là tình họ hàng rất gần, nhưng cả Quảng và Bính đều không biết mặt nhau từ bé. Quảng di cư vào Nam khi vừa lọt lòng mẹ, 5 năm sau Bính mới chào đời tại Hà Nội. Không biết nhau cho đến lúc gặp gỡ lần đầu. Bính đã có chồng đang đi bộ đội đóng bên Campuchia. Cô vào Nam trước là để nhận họ hàng, sau là để xem có buôn bán gì được hay không, vì nghe mẹ cô bảo Quảng rất có tài trong lĩnh vực này. Quảng thì đã gần 30 nhưng vẫn lêu bêu ăn chơi, chưa tính chuyện xây dựng với ai. Lúc thì toan vượt biển, lúc thì lại bỏ cuộc vì thấy khó khăn quá. Từ hôm có Bính bên cạnh, Quảng thấy cuộc sống đậm đà hẳn lên. Gia cảnh quạnh quẽ bao nhiêu năm nay, ra vào chỉ có hai mẹ con, cho nên Quảng thường hay lang thang ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà. Bỗng dưng bây giờ Bính xuất hiện như một luồng gió lạ. Bính xinh đẹp lại khéo nói, dễ dàng tạo cái không khí đầm ấm cho một gia đình vốn thiếu bóng phụ nữ. Mẹ Quảng đã ra Hà Nội ở nhà Bính cả tháng nên không ngạc nhiên lắm, nhưng riêng Quảng thì nhìn Bính rất ngỡ ngàng, không ngờ mình lại có cô em họ dễ thương như vậy. Đặc biệt là mái tóc đen dày mà Quảng rất thích. Mẹ Quảng hỏi Bính: "Thế cháu định ở trong này đến bao giờ? Này, bác nói thật nhé, cả đời mới vào Nam một lần, nhanh lắm thì cũng phải ở lại đây với bác độ 2-3 tháng. Đừng có cuống lên mà đòi về, chả bỏ cái công đi đâu con ạ." Bính vừa quạt mồ hôi vừa cười đáp: "Ở mấy tháng thì cháu ăn hết gạo của bác ư? Cháu chỉ sợ mới được vài hôm, bác với anh Quảng lại đuổi cháu về cũng chưa biết chừng ấy." Ở làng của Bính, người ta thường kêu chị ruột của mẹ bằng già, bởi vậy mới có câu là con dì con già. Cũng có người bắt chước vùng khác gọi bằng bá, nhưng phổ thông nhất mà sau này khắp nơi đều áp dụng là bằng bác, nghĩa là chị của mẹ cũng giống như chị của bố. Mẹ Quảng bảo Bính: "T-
tiền thì bác chả có dư, nhưng ngày hai bữa cơm trắng thì cháu muốn ở đến bao giờ bác cũng nuôi được. Anh Quảng mày dạo này trời cũng thương, cũng có đồng ăn đồng để. Thôi thì cháu cứ ở lại đây đi, bao giờ chán thì hẵng về, chồng mong con khóc gì mà phải cuống lên. Này, nhà bác cũng neo người, có cháu thì càng vui, chỉ thêm bát thêm đũa, chứ ăn thì hết bao nhiêu. Rồi bà cẩn thận giục Quảng đưa Bính sang gặp tổ trưởng, tổ phó để đăng ký tạm trú. Quảng muốn tỏ phong độ với Bính nên cười cười gạt đi. Việc gì phải đăng ký, công an có bao giờ kiểm tra hộ khẩu nhà mình đâu mà mẹ lo. Ngày đầu hai bác cháu ra chợ mua gà về thịt. Ngày thứ hai, Quảng bắt đầu đưa Bính chạy vòng vòng thăm viếng các chợ trời nổi tiếng của Sài Gòn và chợ lớn. Đi mệt thì lại tạt vào tiệm ăn hay quán cà phê. Nói chung, cả ngày hai anh em cứ ngồi trên Honda, lao vùn vụt khắp nơi, mở rộng tầm nhìn cho Bính, dẫn cô từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Quảng bảo, hàng ở trong này thì đã có anh lo. Cái khó đó là làm thế nào mà em mang về được ngoài ấy mà không bị công an làm khó dễ. Việc ấy thì em lại không lo lắm, em khắc có cách. Em chỉ sợ nhất là mình vào đây lỡ ngỡ chả biết gì, hàng giả hàng thật, giá cả như thế nào, em không rành, nhỡ bị mua hớ thì hết cả vốn. Mẹ em cứ bảo là trong này người ta lừa đảo khiếp lắm, chả hiểu có đúng hay không. Quảng vênh mặt đáp, có anh thì bố đứa nào cũng dám lừa, anh không lừa chúng nó thì thôi, chứ dân chợ trời đứa nào qua mặt được anh. Câu nói ấy Quảng phát biểu một cách rất thực lòng. Gã vốn dày dạn với kinh nghiệm hè phố, không bao giờ chịu lép ai một bước. Để chứng nghiệm, Quảng đưa Bính đi thăm các bạn hàng, cho Bính thấy tận mắt cái uy của Quảng. Và quả nhiên chỉ sau một ngày tiếp xúc với thương trường, Bính hết lòng cảm phục cái phong cách giang hồ của Quảng. Chẳng những hầu hết dân buôn đều biết mặt Quảng, mà ngay cả những đám bụi đời, đầu trộm đuôi cướp, chuyên viên móc túi giật bóp ở đầu đường xó chợ, Quảng cũng đều có giao tình thắm thiết. Bính an lòng lắm, thầm cảm ơn trời cho nàng gặp lại ông anh bà con đầy bản lãnh. Cô bảo Quảng, thế này thì em chả còn lo gì nữa anh nhỉ. Quảng tự hào nhắc lại, đứa nào nó dở trò gì với em, em cứ bảo em là em của anh, Quảng cống bà sếp. Nói xin lỗi em, chứ nghe đến tên Quảng cống bà sếp là chúng nó đái ra quần rồi. Rồi gã giải thích thêm, nói cho ngay thì anh cũng chịu chi đẹp, cho nên chúng nó mới nể. Giang hồ thời nay đó, uy không chưa đủ, phải có tiền mới nắm được đàn em. Anh không chi tiền thì sức mấy mà công an khu vực để anh sống lêu bêu như thế này. Nó đã nắm cổ anh tống đi thủy lợi mút mùa rồi. Rồi Quảng dẹp chuyện buôn bán sang một bên để đưa Bính đi chơi đây đó. Vào tiệm bán quần áo, Bính trầm trồ khen ngợi cái nào là Quảng mua ngay cái đó tặng Bính. Ra chợ trời, thấy bộ ấm tách, bình thủy, máy cassette đẹp mắt, Bính suýt xoa cầm lên đặt xuống. Quảng rộng lượng khuân về hết làm quà biếu mẹ Bính. Nói chung, mặt hàng nào Bính cũng thấy lạ mắt, mặc dầu đó chẳng phải là sản phẩm nước ngoài mới nhập cảng, mà chỉ là các đồ gia dụng người ta đã sắm từ lâu, bây giờ túng tiền phải đẩy ra thị trường. Vào thời này, công nhân viên lãnh đồng lương chết đói, sống bám lấy nhu yếu phẩm của nhà nước giống như đại đa số quần chúng đô thị. Chỉ có những kẻ biết mánh mung như Quảng mới thật sự tạo được nếp sống tương đối cao mà thôi. Mỗi lần nhận quà, Bính thường bảo, chết, anh cứ cho em mãi thế này thì tốn tiền của anh quá. Thôi, thế đi anh nhé, em chả dám làm phiền anh nữa đâu. Tuy nói vậy, nhưng Quảng tặng món gì, Bính cũng vẫn hân hoan đón nhận. Một ngày trong sở thú, rồi đi Thủ Đức, xuống Biên Hòa, ra cả Vũng Tàu ngắm trời biển mênh mông. Bính thích lắm, chỗ nào cũng thấy lạ mắt, thấy phồn vinh khoảng khoát, hơn hẳn cái quang cảnh nhỏ hẹp và đổ nát của Hà Nội. Bính sống những ngày thật thần tiên, chỉ ăn ngủ và rong chơi, quên hẳn anh chồng bộ đội đang chui rúc trong rừng Campuchia, tiêu phí tuổi xuân để đương đầu với cạm bẫy hàng ngày của Khờ Me Đỏ. Thời gian ở bên Quảng, Bính thấy mở ra những chân trời mới do sự hào nhoáng và rộng lượng của Quảng tạo nên. Bính nể cái phong cách phóng tay ăn xài của Quảng, nể lối xã giao trịch thượng của gã, cho Bính cái cảm tưởng một chỗ dựa rất an toàn, không có gì phải lo lắng giữa xã hội đầy bất trắc này. Với chính quyền địa phương ở khu vực, Quảng coi như chỗ thâm giao, ăn nhậu thường xuyên và thậm chí thông đồng làm ăn với nhau. Với đám trẻ bụi đời la cà trong các quán cóc, Quảng coi như em út, đứa nào gặp cũng kính cẩn gọi Quảng là đại ca để Quảng phát tiền cho chúng.
có lúc bính bùi ngồi than với Quảng. Đời sống ở trong này thích quá anh nhỉ. Dạo năm 54, giá mẹ em cũng di cư vào đây thì sướng biết bao nhiêu. Bây giờ cứ ngồi mà tiếc mãi, cũng chỉ tại bố em thôi. Quảng cười cười đáp, bây giờ em vào ở hẳn với anh cũng chưa muộn cái mà. Hộ khẩu thì anh xoay cái một, khó gì đâu. Bính chớp mắt tỏ vẻ ngậm ngùi. Ở với anh thế nào được, còn bố mẹ em này, các em, lại còn chồng em nữa. Cả một hộ đông nhân khẩu như thế, dễ gì mà xin chuyển vào trong này được. Quảng an ủi, thôi thì cứ đi đi về về vậy. Bính thở dài gật đầu, đi đi về về mà không có chuyện gì xảy ra cũng là tốt lắm rồi, bởi vừa có tiền, vừa được rong chơi. Nghe lời mẹ Quảng, Bính biên thư về nhà báo tin cho mẹ mình biết, để mẹ đừng nóng lòng đợi. Vì Bính dự định sẽ nán lại ít lắm cũng 2 tháng rồi mới bắt tay vào chuyến hàng đầu tiên. Một buổi chiều, Quảng đưa Bính vào rạp chiếu bóng. Phim ảnh thật ra vẫn chẳng có gì đáng xem, bởi thời kỳ này nhà nước chưa đổi mới, chưa cởi mở, quanh quẩn vẫn là những nội dung tuyên truyền từ Liên Xô hoặc các nước xã hội chủ nghĩa như Romania, Cộng hòa Dân chủ Đức. Lâu lắm mới có được một chuyện tình, nhưng cũng là thứ chuyện tình lý tưởng theo chiều hướng mà đảng uốn nắn. Không đáng coi, nhưng chẳng có chọn lựa nào khác, cho nên lâu lâu thiên hạ vẫn phải ghé vào rạp tìm chút giải trí, chút yên tĩnh và chút máy lạnh. Rạp hôm ấy rất vắng. Quảng đưa Bính vào sâu trong góc tối ở dãy ghế cuối cùng. Phim trinh thám Liên Xô, công an điều tra một vụ án phản động. Màn ảnh trắng đen nhưng tình tiết gay cấn và nhạc đệm rất hồi hộp. Quảng từ từ tựa sát vào vai Bính, đôi mắt đăm đăm nhìn lên màn ảnh, nhưng trong lòng toan tính một âm mưu mới. Cả hai đều yên lặng không nói, đều ra vẻ chăm chú xem phim, nhưng trái tim cùng rộn lên một nhịp đập rung cảm của xác thịt. Quảng nhẹ nhàng quàng cánh tay qua lưng Bính. Bính không có phản ứng gì, dù rất nhẹ. Quảng hồi hộp xoa nhẹ nhẹ qua lớp vải mỏng bên cạnh sườn Bính, rồi bàn tay đưa dần về phía trước, chạm vào ngực Bính. Bính vẫn để yên, tình họ hàng đã nhanh chóng biến mất, để thay thế bằng bản năng trai gái ở lứa tuổi dạo dực tìm đến với nhau. Bính nghiêng đầu qua, tựa vào vai Quảng và nhắm mắt lại. Bàn tay Bính tìm bàn tay Quảng siết chặt, truyền cảm xúc cho nhau trong bóng tối. Kể từ giờ phút đó là bắt đầu một chuyện tình tội lỗi giữa hai người, chẳng những chỉ là họ hàng thật gần, mà hơn thế nữa, Bính là người đàn bà đang có chồng. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi hết phim, đèn bật sáng mới giật mình buông nhau ra và đứng dậy. Mẹ Quảng hoàn toàn ngay tình, không để ý đến sự gần gũi quá đáng giữa Quảng và Bính, bởi lý do giản dị là mẹ Bính là em ruột của mẹ Quảng, đời nào Quảng và Bính lại dám tằng tịu với nhau. Cho nên những vụng trộm đêm ngày diễn ra ngay bên cạnh bà, trong căn nhà ấm cúng của bà mà bà chẳng bao giờ biết. Ngay cái hôm Quảng và Bính đi coi hát về, vừa tới cổng đã thấy mẹ Quảng đang khóa cửa, chuẩn bị sang hàng xóm để họp tổ. Lúc này sau 10 năm thay đổi chế độ, người miền Nam không còn chăm chỉ đi họp tổ như buổi đầu nữa, bởi lý do dễ hiểu là người ta đã bớt sợ. Tuy vậy mẹ Quảng vẫn tham gia đều đặn, ít khi vắng mặt, bởi bà cô đơn, đi họp chỉ là cơ hội để gặp hàng xóm nói chuyện. Bà vừa tra chìa khóa vào ổ, lại tháo ra ngay và bảo Quảng. May quá còn về kịp, cơm nước gì chưa? Này, trông nhà, mẹ phải sang ông Hưng họp tổ bây giờ đây. Quảng dựng hông đa, Bính đứng bên cạnh ngượng ngập nhìn ra đường, che giấu nét bối rối vì mặc cảm tội lỗi. Quảng hớn hở hỏi. Có việc gì mà cứ họp mãi thế hả mẹ? Mẹ Quảng chép miệng đáp. Ôi giời, mẹ cũng chả hiểu. Ông Hưng vừa cho con đi họp, mỗi hộ một người, bảo là tuyệt đối không được vắng mặt. Thôi, mẹ đi đây nhá. Bà vừa đi được vài bước, Quảng đẩy ngay xe vô nhà và dựng ở chỗ cũ, sát tường. Chờ Bính vào, gã khép vội cánh cửa và cài then trong. Rồi gã hăm hở lao tới ôm lấy Bính, dìu cô vào bên trong và đẩy Bính nằm lăn ra giường, nối tiếp cơn đam mê lúc nãy trong rạp hát. Quảng giật phăng hàng nút áo của Bính và úp mặt vào ngực Bính. Bao nhiêu thèm muốn dồn lại từ hôm đầu nhìn thấy Bính, hôm nay mới bùng ra một cách cực kỳ mãnh liệt. Hai người quấn lấy nhau, mở đầu những ngày đắm đuối mà mẹ Quảng không hề ngờ vực. Nhà Quảng khá rộng, hai mẹ con nằm ở nhà trên, cách một cái sân xi măng có bể nước, rồi mới tới dãy nhà ngang phía sau. Dãy nhà ngang ấy ngăn làm ba, gồm buồng tắm, nhà bếp và nhà kho. Từ hôm Bính vào, mẹ Quảng bảo con dọn sạch nhà kho, kê cái giường cho Bính ngủ.
Nửa đêm Bính thường để ngỏ cửa để bất cứ lúc nào Quảng muốn thì cứ việc mò xuống gỡ gạc trong chốc lát rồi lại rón rén lên nhà nằm ngủ lại. Ban ngày những khi mẹ Quảng đi vắng, Bính ngồi giặt quần áo hoặc đứng nấu cơm dưới bếp, Quảng cũng thường đến sau lưng, vòng tay ôm lấy ngực Bính, ngang nhiên đùa cợt với nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Đôi khi Bính cũng có chống chế lấy lệ, nhưng rõ ràng sự chống chế ấy chỉ là một thủ tục tự nhiên, càng làm tăng sự mời gọi mà thôi. Anh này, giữa ban ngày ban mặt, nhỡ ai nom thấy thì chết. Nói thế cũng như không, bởi nhà làm gì có ai mà nom thấy. Mẹ Quảng đã ra cửa và Quảng đã cài then trong cẩn thận rồi. Mẹ Quảng không ngờ vực, nhưng láng giềng thì lại có người để ý. Bởi vì thói đời đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Cái cử chỉ, cái thái độ cùng với lời ăn tiếng nói giữa Quảng và Bính rõ ràng có cái gì vượt hẳn lên khỏi tình anh em, khiến ông hàng xóm ở căn nhà đối diện phải tự hỏi. Anh em không thể thân như thế, ánh mắt không thể nhìn nhau kiểu ấy, ngồi chung không đa không thể cọ sát kỹ như vậy. Cho nên một hôm mẹ Quảng đang nhặt gạo ngoài sân thì ông mon men sang gợi chuyện. Sau vài câu nắng mưa, ông nhập đề hỏi: "Thế cái cô Bính là thế nào với bà? Họ gà gần hay là xa hả bà?" Mẹ Quảng cười nhấn mạnh: "Là thế nào, cháu ruột tôi chứ còn thế nào nữa. Mẹ nó là em gái tôi mà lại nó thì cũng như con tôi, chứ còn xa hay gần gì." Ông hàng xóm gật gù nghĩ đến Quảng và mối tình loạn luân mà ông tin đến 90% là đang xảy ra. Ông áy náy muốn xa gần nhắc nhở mẹ Quảng biết để mà ngăn cản, nhưng ông không biết phải đưa đẩy thế nào. Khá lâu ông mới hỏi thêm: "Thế cô ấy vào ở luôn trong này sao hả bà?" Mẹ Quảng buông cái bát xuống thúng gạo, ngồi thẳng lên cho đỡ mỏi rồi đáp: "Ở luôn thế nào được, còn bố mẹ nó, còn chồng nó ngoài kia, vào đây làm sao được. Nó vào thăm tôi dăm bữa nửa tháng, rồi nó lại về Hà Nội." Ông hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra cô ấy có chồng rồi hả bà?" Mẹ Quảng gật đầu đáp: "Vâng, chồng cháu đang đi bộ đội." Ông hàng xóm nấn ná thêm một lúc rồi thất vọng quay về. Ông thất vọng chính ông, bởi ông không tìm ra cách nào để cảnh giác bà hàng xóm. Chặng đường Hà Nội Sài Gòn, Bính đi đi về về được 3 lần thì bị bắt. Công an không nhốt Bính lâu bởi nhà giam hết chỗ, nhưng hàng hóa bị tịch thu sạch cả. Mẹ Bính bảo con thôi đừng đi buôn nữa. Thư của chồng bên kia biên giới viết về cũng cấm Bính không được phiêu lưu vào những chuyến đi xa như vậy. Tin tức trên đài và trên báo cho hay bộ đội đóng bên Campuchia sẽ phải giảm bớt do áp lực của Mỹ và Trung Quốc. Chồng Bính có thể nay mai sẽ bất thần được điều về gần nhà. Bính buồn lắm. Nằm nhà, Bính nhớ Gia Diết, nhớ Quảng hơn nhớ chồng. Nhớ những ngày rong chơi quên hẳn rằng mình đã có gia đình, và nhất là mình có họ rất gần với Quảng. Quảng lại càng nhớ Bính tha thiết hơn. Mấy lần viết thư rục rã mà Bính không vào ôm ấp Quảng được nữa. Hay là mẹ Quảng đã nghi ngờ nên dặn bà dì không cho Bính vào? Chắc là không, bởi mẹ Quảng cũng nhắc đến Bính luôn. Ngồi ăn cơm, bà thường chép miệng bảo Quảng: "Cái con bé ấy đến là hay thật. Vừa nhanh nhẹn lại vừa khéo tay, nấu món gì cũng ngon. Cái thằng chồng nó thật là tốt phúc lắm mới lấy được nó đấy." Quảng chớp mắt ậm ừ cho qua, nước mắt muốn trào ra. Gã đang não lòng nghĩ đến Bính. Bính nấu cơm ngon thì Quảng không quan tâm, bởi Quảng thường đi ăn tiệm. Và bởi Bính có nhiều điểm đáng nhớ hơn là tài nấu bếp. Với Quảng, cái khéo của Bính trong việc nội trợ chẳng thấm gì với cái khéo của Bính trong việc gối chăn. Và điều ấy mới thật sự làm Quảng day dứt từng đêm. Chẳng những nhớ, Quảng còn thương cho Bính nữa. Chuyến hàng cuối cùng bị bắt, chắc là giờ này Bính đã trắng tay, đang cần sự trợ giúp tài chính của Quảng. Với ý nghĩ thúc giục ấy canh cánh trong lòng, Quảng quyết định phải lên đường ra Hà Nội tìm Bính, dù rằng gã cũng biết trước ra ngoài ấy sẽ rất khó khăn cho hai người có những giờ phút vụng trộm riêng tư. Bởi Quảng chẳng biết gì về thành phố xa lạ này. Rừng nào cọp nấy, Quảng lão luyện ở chợ trời Sài Gòn bao nhiêu thì sẽ ngơ ngác ở thành phố Hà Nội bấy nhiêu. Nhưng không đi thì tâm thần cứ nôn nao khó chịu, cả ngày thơ thẩn như kẻ mất hồn, cho nên đành phải theo tiếng gọi của con tim. Cũng may vào giờ chót, Quảng xoay được tờ giấy công tác chứng nhận gã là công nhân viên do cơ quan gửi ra Hà Nội.
Quảng cần tờ giấy này là bởi vì vào thời ấy chỉ có công nhân viên đi công tác mới được phép mướn phòng ở khách sạn. Quảng hy vọng sẽ có dịp đưa Bính vào hotel, dù chỉ là ban ngày. Quảng lại muốn dành sự bất ngờ cho Bính, nên đáng lẽ phải đánh điện báo cho Bính ra đón, thì gã âm thầm mua vé mà không cho gia đình bà dì biết trước. Bây giờ đứng đây chơ vơ giữa sân ga, Quảng mới thấy hơi hối hận. Gã giận mình quá nông nổi đã lệ lỡ một dịp may hiếm hoi. Phải chi lúc này có Bính ra đón, hai người sẽ nắm tay nhau kể lể tâm sự cho vơi bớt bao niềm nhớ nhung tháng ngày vừa qua. Về nhà Bính vừa chật chội vừa đông đúc, dễ gì Quảng với Bính có thể ngồi riêng bên nhau được. Quảng móc túi sau lấy bóp, mở ra kiếm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Bính. Nắng chiều vẫn còn gay gắt trên sân ga, Quảng nhầm đi nhầm lại số nhà rồi cất bóp, cài nút cẩn thận. Chuyến này Quảng mang theo khá nhiều vốn liếng để chi tiêu hào phóng và để làm quà tặng Bính. Vốn liếng ấy gồm tiền mặt, vàng lá và nữ trang, chia ra giấu kỹ ở nhiều chỗ khác nhau trên người. Gã ngẩng mặt nhìn quanh hai bên đường tìm xe, toàn vẫy cái hồng đa ôm, thì bỗng thấy có một thanh niên mặt mũi sáng sủa, dáng dấp rất thư sinh, dắt chiếc xe đạp mới toanh lại gần chỗ Quảng đứng. Gã ngồi ghếch trên xe, thòng một chân chống đất, khẽ gật đầu chào Quảng rồi quay đi ngay, chăm chú quan sát hành khách lên xuống dưới sân ga. Quảng tiến lại lên tiếng làm quen, hỏi thăm chút bộ, từ đây về đường Trần Hưng Đạo xa hay gần? Gã con trai vội vàng tụt xuống lễ phép trả lời, dạ thưa không xa lắm đâu ạ, em cũng ở đường Trần Hưng Đạo. Em hỏi thế này thì có hơi tò mò, xin anh bỏ lỗi cho, nhưng mà anh về số nhà nào ạ? Đường Trần Hưng Đạo thì em biết gần hết. Quảng vui vẻ đáp, tôi tìm nhà bà Thìn, chú biết bà Thìn không? Gã thanh niên reo lên, ngỡ là ai, nhà bà Thìn có dàn mướp trước cửa chứ gì. Em biết, cũng gần đây thôi anh ạ. Quảng thở phào nhẹ nhõm, mới tới ga đã gặp may. Gã nhớ lá thư của Bính viết vào có dặn, từ nhà ga về nhà em gần lắm, chỉ một quãng đường thôi, đi bộ cũng còn được kia mà. Nhưng tội gì mà đi bộ, xe nhiều lắm, anh cứ bảo người ta chờ anh lại. Nhưng tốt nhất là anh cho em biết trước chuyến tàu anh đến, ngày nào, giờ nào để em ra đón. Quảng hình dung lát nữa đây gặp lại Bính, Bính sẽ ngạc nhiên thích thú đến chừng nào vì chuyến viếng thăm bất ngờ này. Quảng nghiêng đầu hỏi gã thanh niên một lần nữa cho chắc, bà Thìn có cô con gái tên là Bính chú biết không? Gã thanh niên gật đầu quả quyết, dạ thưa anh em biết. Tưởng ai chứ mẹ con bà Thìn thì cũng là chỗ đi lại với bố mẹ em. Quảng nói cám ơn và toan quay đi thì gã thanh niên mau miệng gợi chuyện, thưa anh, chắc anh ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội lần đầu. Quảng nhếch mép cười hãnh diện và hỏi lại, sao chú biết? Gã thanh niên xoa tay phân trần, nom anh em biết ngay, chả nói giấu gì anh, cứ hôm nào thong thả đó thì em đều đạp xe ra đây chơi. Nhìn hành khách lên xuống xe hỏa, em biết ngay ai là người Nam Bộ, ai là người ngoài này. Nom khác lắm anh ạ. Quảng gật gù đồng ý. Điều này thì chính Bính cũng đã nói với mẹ Quảng mấy lần. Bính nhận xét, cả giọng nói cũng khác nhỉ bác nhỉ, cùng là người Hà Nội mà cháu nghe thấy nó cứ lai lai thế nào ấy. Mẹ Quảng phì cười bảo Bính, cháu vào đây nghe bác nói thì cháu bảo giọng Hà Nội của bác bị lai, nhưng mà năm ngoái bác ra ngoài ấy thì chính tài bác lại thấy giọng Hà Nội của mẹ cháu cũng không còn như ngày xưa nữa, nó cứ thế nào ấy. Dạo trước năm tư đâu có như vậy, mà cũng chả phải riêng gì mẹ cháu đâu, ai cũng thế. Hình như nó không còn được nhẹ nhàng như trước, có phải không cháu? Bính cũng cười theo. Cháu đâu có biết, từ bé đến giờ cứ nghe mẹ cháu với mọi người chung quanh nói như thế thì cháu cũng chỉ biết như thế, cho mãi đến khi vào đây mới thấy khác. Chứ giá cháu cứ ở ngoài ấy thì làm sao cháu biết được bác với mẹ cháu nói giọng khác nhau mà cũng đều là giọng Hà Nội cả. Quảng thì thấy rõ là khác lắm, nhất là mấy ngày vừa rồi ngồi trên xe hỏa, nghe hành khách chung quanh nói chuyện và bây giờ tiếp xúc với gã thư sinh lạ mặt tại sân ga. Gã nhìn Quảng nhấn mạnh,
Anh ạ, nhất là khi anh nhìn anh ấy, thì em không thể nào mà em lẫn được. Em nói không phải là để khen anh, chứ anh dù có hóa trang cũng không chả giấu được. Nhìn anh em biết ngay anh là người trong Nam mà là người ở thành phố. Ngoài này chúng em quê mùa lắm. Giọng gã vui vẻ đằm thắm, nụ cười không lúc nào tắt trên môi. Quảng đắc chí cười cười hếch mặt nhìn gã. Năm ngoái mẹ Quảng về thăm Hà Nội, cứ khen mãi là ngoài ấy người ta vẫn thế, ăn nói có lễ có nghĩa lắm. Hôm nay Quảng mới tin lời. Quảng buông cái túi Adidas xuống chân để móc thuốc hút. Gã thanh niên vội cảnh giác Quảng. Anh nên cẩn thận, những chỗ nhà ga, bến tàu, chợ búa đông đúc người qua lại, kẻ cắp nhiều lắm. Có người đi buôn từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây bị chúng nó lột sạch cả. Cái túi của anh lúc nào anh cũng nên đeo vào vai. Quảng dừng dưng hỏi lại. Bộ cướp giật nhiều lắm sao? Vừa nói Quảng vừa móc túi lôi ra gói thuốc 3 số 5, rút một điếu gắn lên môi, đồng thời chìa ra trước mặt mời gã thanh niên. Gã kính cẩn dùng cả hai tay đỡ lấy, cặp mắt thèm thuồng mở lớn nhìn Quảng thán phục, miệng lí nhí nói: Em xin anh. Gã rít hơi thuốc đầu tiên thật đẫy, nhả khói và trả lời Quảng: Thưa anh, thì nhiều thì cũng chả nhiều, nhưng mà em nói phòng xa, chết em quên chưa giới thiệu với anh, em là Tín. Anh ạ, công an ngoài này lạ lắm, lúc thường thì mình thấy nó nhan nhản chả chỗ nào mà không có. Ấy thế mà khi mà anh gặp chuyện rắc rối thì đố có tìm ra một đứa. Anh có đi tàu lửa, đi xe khách hay là đi bộ những phố đông người, tiền bạc giấy tờ anh nhớ cất thật kỹ, lấy kim băng mà cài nắp túi lại thì mới chắc chắn anh nhé. Quảng xách cái túi lên, khoác vào vai, xua tay phân trần: Có vài bộ quần áo chứ có gì đâu mà lo mất. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú. Quảng chìa tay cho Tín bắt và nói: Thôi để tôi đón xe đi, có dịp thì sẽ gặp lại nhé. Tín thân mật đưa cả hai bàn tay siết lấy bàn tay Quảng và tha thiết đề nghị: Thưa anh, nếu anh cho phép em sẽ đến tìm anh ở nhà bà Thìn. Quảng nhún vai: Ừ thì cậu lại chơi, tôi còn ở ngoài này cả tháng trời cơ mà. Tín suýt xoa: Thế thì quý hóa quá. Hay là em đề nghị thế này, anh có vội không? Nếu mà anh không vội thì nhân tiện em cũng về đường Trần Hưng Đạo, anh để em đèo anh về. Xe em cũng còn tốt chán, chứ anh mà đón xe đó, chúng nó biết anh ở trong Nam ra không thuộc đường, chúng nó chở anh đi lanh quanh tốn tiền lắm. Ấy là chưa kể nói dại gặp cái đứa nó không tử tế. Quảng lưỡng lự không biết có nên nhận lời hay không thì Tít lại nài nỉ thêm: Em đèo anh về, lát nữa em chỉ xin anh điếu thuốc thôi. Thuốc thơm quá, thật cả đời em mới được hút một điếu ngon như thế này. Quảng thương hại gật đầu nói: Ừ, đi thì đi, tới nơi tôi tặng chú cả gói. Mắt Tín sáng rực lên, miệng suýt xoa nhắc lại điệp khúc cũ: Thế thì quý hóa quá, em xin cảm ơn anh. Tín leo lên yên xe, ngoái cổ lại dặn Quảng: Anh ngồi sau em, anh đặt cái túi vào giữa anh nhé, cẩn thắc vô áy náy anh ạ. Quảng cười khẩy: Được, chú cứ đạp đi, dân nhà nghề còn chả giật được đồ của tôi, huống là tay mơ. Tuy miệng nói thế nhưng Quảng cũng đưa tay nắn lại cái bóp ở túi quần sau và nghĩ nhanh đến lượng vàng lá nhét dưới gót giày, cọc tiền mặt cài thật kỹ trong quần đùi ngay trước bụng và mấy cái nhẫn hai chỉ nhồi trong dây thắt lưng. Tín không quan tâm đến câu nói tự ti của Quảng, gã dặn thêm: Anh ạ, đồng hồ anh nên đeo bên tay phải, mặt đồng hồ quay vào phía trong. Chắc anh chưa biết cái mẹo của cái những đứa ăn cắp ở ngoài này. Chúng nó có xe Honda, chúng nó phóng ngang người mình, nhanh tay chộp cái đồng hồ của mình. Thành thử ra mình phải đeo đồng hồ bên tay phải, rồi mình đi sát vào lề đường, chúng nó không lách vào bên trong để giật đồng hồ của mình được. Giọng Tín đầy vẻ hãnh diện, tỏ ra sành sỏi về kinh nghiệm đường phố, khiến Quảng muốn phì cười. Trò đó từ lâu đối với Quảng chỉ là trò con nít. Tín vui vẻ kể:
Thỉnh thoảng em đi chơi ngoài sân ga, em cứ phải chứng kiến những cảnh chấn lột, khổ tâm quá anh ạ. Nhưng không biết làm thế nào. Cũng có khi em phát hiện được một thằng ăn cắp, nhưng em chả dám tố giác nó. Anh biết đấy, em thì chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, ngộ nhỡ nó phạm cho một cái thì bỏ mẹ. Quảng sốt ruột nghĩ đến Bính nên cắt ngang. Thôi thôi, mình đi đi chứ. Tín dướn người đạp, ngang qua từng khu phố, đường Hà Nội gập ghềnh ổ gà, xe đạp và người đi bộ nườm nượp. Tín ân cần giảng giải cho Quảng nghe từng tên đường, từng cửa hiệu nổi tiếng. Dù biết mình đang đi giữa thủ đô của một nước, mà Quảng vẫn có ý nghĩ tự hào như người từ thành thị về thăm viếng một vùng thôn quê. Quảng có cảm tưởng như ai cũng đang nhìn mình cảm phục, vì biết Quảng là dân chơi của Sài Gòn, lần đầu tiên kinh lý Hà Nội. Quảng hình dung ra lát nữa đây khi gặp lại thân nhân, họ sẽ vây lấy Quảng, tíu tít hỏi thăm và khép nép nhìn Quảng, giống như cảnh tượng thời xưa trong gia tộc, có kẻ thi đỗ vinh quy về làng. Quảng sẽ hào phóng hơn mẹ, quăng tiền cho bà dì và mấy đứa em họ để mua chút cảm giác hãnh diện trong suốt thời gian lưu lại Hà Nội, tạm quên tháng ngày vật lộn, kiếm ăn khắp các chợ trời Sài Gòn. Xe lăn trên triền một con dốc ngắn. Tín vừa bóp thắng tay, vừa thòng một bàn chân xuống, cà vào mặt đường để giảm tốc độ. Quảng định hỏi Tín về những mục giải trí của Hà Nội, nhưng lại thôi vì thấy mặt Tín khờ khạo quá, chắc chả bao giờ bén mảng đến những nơi đó. Hai người rẽ vào một con đường mới. Hiện ra trước mắt Quảng hai dãy phố trũng sâu dưới mặt đất, giống hệt con hẻm mà Quảng đã cư ngụ lúc trốn quân dịch ngày trước. Quảng mồ côi cha từ nhỏ, bà mẹ tần tảo bán xôi nuôi con đi học. Ngày nào Quảng cũng cắp sách ra đi, nhưng ít khi tới trường. Gã theo bạn bè lêu lỏng đầu đường xó chợ, chui vào những rạp chiếu bóng rẻ tiền, ngồi cho hết giờ rồi mò về. Năm 73 đáng lẽ Quảng phải trình diện nhập ngũ, nhưng tình hình chiến sự mỗi lúc một thất lợi cho miền Nam, Quảng sợ quá trốn luôn. Hai năm sau mất nước, Quảng mừng rỡ lao ra, tình nguyện tham gia toán thanh niên cờ đỏ, vì tự cho mình có công với cách mạng. Nhiệm vụ của Quảng lúc này là kiểm tra những căn nhà bỏ trống, chủ nhân vừa trốn ra nước ngoài. Quảng khôn khéo thủ riêng cho mình được khá nhiều đồ đạc quý giá. Khi tình hình ổn định dần, các ủy ban nhân dân được thành lập, thì nhóm của Quảng tự động giải tán. Quảng xông ra chợ trời bắt đầu buôn bán. Chỉ một thời gian rất ngắn, mọi mánh khóe tranh đua với đời Quảng đều học được rất mau, trong đó có cả lừa lọc và phản bội. Quảng ngoi lên vùn vụt, vừa làm vừa hưởng thụ. Những chỗ ăn chơi kín đáo nhất của Sài Gòn chợ lớn, Quảng đều đã nhẵn mặt. Bây giờ cần phải mở rộng tầm nhìn giang hồ của mình ra đất Bắc, để lấy thêm kinh nghiệm mà huênh hoang với bạn bè ở miền Nam. Gã định bụng lát nữa khi tới nhà bà dì, gã sẽ quăng cho Tín vài chục. Dù sao cũng cảm ơn lòng tử tế của Tín, mặc dầu những điều chỉ dẫn của Tín hoàn toàn không cần thiết đối với Quảng. Qua một ngã tư đường, Tín cho xe dừng lại. Bên tay phải Quảng có một quán cà phê không bảng hiệu, nhạc nước ngoài vang ra khá lớn như mời gọi khách qua lại. Nhìn những giọt mồ hôi đọng trên gáy Tín và một phần lưng áo lấm chấm ướt, Quảng nói: "Còn xa không? Tạt vào đây nghỉ một chút đi, lát ra tôi đạp thay cho chú. Hay là thôi, uống cà phê xong chú về đi, tôi đón xe đi một mình cũng được." Tín xuống xe đưa mắt nhìn sâu vào quán nước, hồn hển nói với Quảng: "Em cũng đang định mời anh vào uống với em cốc nước. Hiệu này có tiếng đấy anh ạ, cà phê ngon phải biết." Quảng đeo túi lên vai, một tay chống nạnh, một tay thọc vào túi quần, nghênh ngang ngó quanh. Bên cạnh Quảng trên sân gạch, khoảng 10 chiếc xe đạp và 2 cái Honda dựng ngổn ngang, cái nào cũng được khóa kỹ bằng những sợi dây xích kiên cố. Bên hông quán nước có chừa một lối đi rộng đến mấy thước. Quảng thấy một cô gái đang gấp những bộ quần áo phơi trên chiếc xào bắc ngang cửa sổ và cành cây khế mọc sát bờ tường nhà hàng xóm. Quảng và Tín bước vào, khách đa số là thanh niên nhàn rỗi, đều nhất loạt ngẩng lên nhìn Quảng. Tín kéo ghế cho Quảng rồi khép nép ngồi đối diện. Quảng ưỡn người đưa tay xoa cằm. Gã chú ý tới lối trang trí nửa nạc nửa mỡ của cán giải khát và đoán chắc rằng chủ nhân của nó đã nhiều lần vào Sài Gòn quan sát để về ngoài này bắt chước. Bản nhạc vừa dứt, mọi người trong quán tự động cùng im lặng theo. Tín chồm người về phía trước giải thích cho Quảng: "Anh ạ, hiệu này trước bán thịt chó đấy, mới cải biên thành hiệu cà phê được vài năm nay.
Quảng gật gù nhận xét. Ừ, coi cũng được. Tín quay đầu vào phía trong rồi đứng dậy nói. À, để em bảo nó vặn nhạc anh nghe nhé. Tín đi vào, mấy phút sau gã vui vẻ bước ra và một bản nhạc của ban APA vang lên. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình như chỉ chấp nhận có hai ban nhạc ngoại quốc là APA và Boniem, vì APA là của Thụy Điển, còn Boniem thuộc vùng Caribbean, nghĩa là không thuộc về đế quốc Mỹ. Những cái đầu trong quán gật gù theo tiếng trống tiếng đàn. Bức hình Hồ Chủ tịch treo trên tường hình như cũng cười thông cảm, và đôi mắt của bác dường như đang nhấp nháy theo đàn con cháu trên đà thoái hóa. Quảng cười khẩy. Ngoài này cũng dám chơi cả nhạc này à? Tín nói. Có chứ anh, nhưng hiệu này chỉ có mỗi một cuộn băng này thôi, thỉnh thoảng thì mới dám vặn to. Để hôm nào nếu anh cho phép, em sẽ dẫn anh đến mấy hiệu cà phê khác. Nhạc hay lắm, mà mấy cô bán hàng lại xinh nữa anh ạ. Quảng cúi xuống, mở cái túi lôi ra gói thuốc ba số 5 còn nguyên, quăng cho Tín. Chú giữ lấy mà hút. Mắt Tín sáng rỡ, hai tay chìa ra run run đón nhận món quà quý giá, miệng ấp úng khách sáo. Chết, anh cho em nhiều quá, cả bao cơ à. Quảng móc túi, lôi gói thuốc dở đặt trên bàn. Cậu cất cái đó đi, hút hút cái bao này cho hết đã. Mấy bàn khách bên cạnh cùng liếc mắt trông sang. Quảng biết họ đang sầm xì về mình, nhưng gã tỉnh bơ, ngửa mặt nhả khói lên trần, bàn chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc ngoại quốc. Quảng nhún vai nói, tôi định vào đây ra đây ngoài này chơi cho biết, nhưng mà thôi, chắc là phải về nhà bà dì thôi. Tín ngoan ngoãn, vâng, để em đưa anh về. Chủ quán bưng nước ra, Tín mời Quảng uống rồi lễ phép nói, em xin phép anh một tí. Anh có nom thấy bốn đứa ngồi gần cửa sổ kia không? Chúng nó là thổ công ở đây đấy anh ạ. Em hỏi chúng nó một tí thì sẽ biết những cái chỗ nào để mà em đưa anh đi. Anh chờ em một lát nhé. Tín nhẹ nhàng đứng lên, lách bàn ghế tiến lại bốn gã thanh niên cùng trạc tuổi Tín. Quảng để ý thấy bọn chúng từ nãy đến giờ, tuy miệng nói chuyện, tai nghe nhạc, nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn Quảng một cách nể nang. Theo lời giới thiệu của Tín thì bọn chúng là dân chơi của Hà Nội, nhưng Quảng thấy mặt mũi thằng nào cũng khờ khạo và quê cạch lắm. Tín đến vịn vai một thằng thì thầm vài câu, lập tức cả bọn cùng ngoái cổ lại nhìn Quảng chăm chú, và có đứa mỉm cười cúi đầu cung kính chào Quảng. Quảng khẽ nhếch mép đáp lại rồi quay đi chỗ khác, trầm ngâm hút thuốc. Một lúc sau Quảng tình cờ quay lại thì thấy cả bọn đang chia nhau bao thuốc lá ba số 5 của Tín. Có đứa cầm bao thuốc dơ ra trước mặt ngắm nghía như thèm khát đã lâu lắm. Tín trở lại kéo ghế ngồi và phân bua. Phải hối lộ mỗi đứa hai điếu đấy anh ạ. Chúng nó đứa nào cũng mê thuốc lá đế quốc. Hút thuốc lào thì sợ gái chê là hôi mồm. Quảng nói, thế cậu có moi được tin tức gì về những chỗ ăn chơi ở đây không? Tín hăm hở đáp, có chứ anh. Anh muốn đi ngay bây giờ cũng được, thiếu gì mộc. Được đi chung với anh là chúng em mê tít đi rồi. Chúng nó bảo em là chỉ dám vòi anh điếu thuốc thơm thôi. Quảng gật gù nói, tưởng cái gì chứ cái đó thì dễ thôi, nhằm dò gì ba thứ lẻ tẻ đó. Nhưng mà đi ngay thì không được đâu, tôi phải ghé thăm người nhà đã. Chú cho tôi địa chỉ đi, một hai hôm nữa rồi tôi sẽ sang tìm chú, anh em mình đi chơi. Và Quảng dục Tín, chú uống nước đi để mình về. Chú có cần về trước thì cứ về nhé, tôi đón xe cũng được. Tín kêu lên, không anh, em chả có việc gì vội, để em đèo anh về, nhân tiện chào bà Thìn một tiếng, ở cùng đường chứ mấy khi đã gặp nhau. Quảng khẽ xô ghế đứng lên và nói, ừ, vậy thì mình đi, tôi cần phải về tắm một cái đã, mấy ngày ngồi trên xe hỏa khó chịu quá. Tín bưng cốc nước uống cạn rồi đứng dậy, anh để em trả tiền nước anh nhé, em mời anh một lần, được làm quen với anh là quý hóa cho em lắm rồi. Quảng xua tay, để tôi, chú đang đi học tiền bạc đâu mà trả. Chủ quán từ trong quầy thấy Quảng và Tín cùng đứng lên, vội chạy ra xoa tay nói, à, xin hai anh 8 đồng ạ. Quảng quăng tờ giấy 10 đồng lên mặt bàn và quay nhanh ra cửa. Tín đứng chần chờ như tiếc rẻ hai đồng bạc mà đáng lẽ chủ quán phải thối lại cho Quảng. Nhưng Quảng đã ra đến sân, Tín sợ Quảng chờ lâu, đành miễn cưỡng chạy theo. Ngang qua bàn của bốn thằng bạn, Tín giơ tay nói, tao đi đây.
Tín ngồi xuống lom khom mở sợi dây xích và dắt xe ra lề đường. Quảng đeo túi lên vai và bảo Tín: "Để tôi đạp cho một quãng." Tín dứt khoát đáp: "Ai lại thế, anh cứ để em." Rồi Tín leo lên yên, dướn người đạp. Quảng vịn tay vào mông Tín, đẩy Tín một khúc cho có đà, rồi mới nhảy phốc lên yên sau. Mặt trời đã lặn hẳn, phố vắng dần. Ngang qua mấy khu vực cúp điện, Quảng thấy lập lòe vài ánh đèn ở các cửa hiệu thức ăn và giải khát. Tín vừa đạp xe vừa miên man kể chuyện đời sống hàng ngày của gã, nhắc đến những khao khát rất tầm thường nhưng khó đạt được. Dù bản tính ít xúc động, Quảng cũng thấy thương cho Tín như thương một đứa em hiền lành nhà quê, 25 tuổi đầu mà chỉ mơ được một lần ngồi thử chiếc Honda. 25 tuổi, như thế thì chắc Tín phải biết bính vì hai người cùng một tuổi và ở cùng một quãng đường. Quảng hỏi: "Chú có quen cô Bính con bà Thìn không?" Tín ú ớ đáp: "Em biết thôi anh ạ, quen thì em chả dám quen. Bố mẹ em khó tính lắm, nhất là ông cụ. Cả ngày chỉ dục em học, buông quyển sách ra là chết với cụ đấy. Thành ra có mấy khi em giao dịch với ai đâu." Quảng cuột hứng nói: "Thế à?" Rồi ngồi yên, nghĩ đến Bính. Một lúc khá lâu, Quảng mới nhắc lại đề nghị cũ: "Ừ, chú ráng vào thành phố Hồ Chí Minh một lần cho biết. Ghé nhà tôi đưa chú đi chơi." Tín sung sướng đáp: "Vâng, anh đã cho phép thì thể nào em cũng vào tìm." Có tiếng xe nổ thật gần phía sau. Quảng quay đầu lại và nhận ra bốn thằng bạn của Tín lúc nãy ngồi trong quán nước, bây giờ chở nhau trên hai chiếc Honda phóng vụt qua, giơ tay chào Quảng và Tín. Tín giải thích: "Con nhà giàu đấy anh ạ. Đứa nào cũng có bố mẹ công tác trong miền Nam. Bố mẹ làm lớn thành ra chả có đứa con nào chịu học hành gì cả." Quảng đáp bâng khuâng: "Đâu cũng vậy thôi, cha mẹ khá thì con được nhờ." Xe ra ngoại ô, Tín đột ngột quẹo vào một con hẻm rất nhỏ, chỉ vừa hai chiếc xe đạp lách nhau. Hai bên là hai bức tường gạch cũ kỹ, đã lên rêu xanh mốc, mùi ẩm thấp bốc lên làm Quảng muốn nghẹt thở. Con hẻm có chỗ mở rộng ra, rác rến phủ ngập không ai quét dọn, có chỗ thâu hẹp lại và lầy lội không thể đi bộ được. Tín bảo Quảng: "Đến nơi rồi anh ạ, đi tắt hết cái ngõ này thì sang đường Trần Hưng Đạo. Nhà bà Thìn ở ngay đầu ngõ, chỉ lát nữa là anh sẽ nom thấy dàn mướp nhà bà ấy." Quảng im lặng hình dung ra nét mặt bà dì và nhất là Bính. Lát nữa đây khi thấy Quảng xuống xe, Tín vào hỏi thăm. Mẹ Quảng cũng có nhắc Quảng viết thư hẹn người nhà ra đón, nhưng Quảng lại thích như một chuyến kinh lý bất ngờ để làm ngạc nhiên họ hàng. Hơn thế nữa, nếu chỉ một mình Bính ra đón thì mới thấy lý thú, chứ nếu cả nhà bà dì và mấy đứa em Bính cùng ra sân ga thì chán chết. Tín vẫn gặp người đạp xe, thỉnh thoảng quay lại nhắc Quảng: "Anh chịu khó co chân lên nhé, sợ bùn nó dính vào quần." Gần hết con hẻm, thật xa phía trước đã thấy xe cộ qua lại trên con đường chắn ngang. Bên tay phải của Tín và Quảng hiện ra một khoảng đất trống vuông vắn, có lẽ là dấu tích của một cái nền nhà cũ, trên đó chằng chịt vết chân trâu. Tín dừng xe nghỉ chân, Quảng thấy hai chiếc Honda từ phía ngược chiều phóng tới. Quảng nhận ra bốn thằng bạn của Tín lúc nãy mà Quảng gặp trong quán. Cả Tín và Quảng cùng bước lùi sâu vào khoảng đất trống để tránh lối vì sợ bùn đất văng lên. Hẻm nhỏ hai chiếc Honda nối đuôi nhau, tiếng nổ vang lên gay gắt. Tín nhắc lại: "Gần tới rồi đấy anh ạ, nhà bà Thìn ngay ở đầu ngõ đấy." Quảng móc điếu thuốc ra hút, nhưng chưa kịp châm lửa thì hai chiếc Honda chờ tới và dừng lại, tắt máy. Bốn gã thanh niên xuống xe, lờ lờ tiến lại vây quanh lấy Quảng. Nét mặt đã biến mất hẳn vẻ thân thiện lúc nãy trong quán nước. Quảng giật mình, đánh rơi điếu thuốc trên môi. Quanh Quảng, ba phía là tường nhà vây kín, chỉ còn một mặt trống là con hẻm mà bốn gã đang đứng chắn lối, chưa kể hai chiếc Honda dựng ngang như cố tình không để một cái hở nào cho Quảng thoát thân. Quảng níu vai Tín rồi lùi dần vào cho đến khi lưng gã chạm phải bức tường gạch đã lên rêu mốc. Một gã tiến tới, giằng mạnh cái túi hành lý trong tay Quảng và cười cười hỏi Quảng bằng giọng khinh bạc: "Ông anh ra tham quan ngoài này chắc mang theo khối của, chia cho đàn em với chứ, ai lại giữ khư khư một mình thế này?" Hai đứa khác nhào tới, lột đồng hồ, lục túi áo, túi quần, moi hết tiền bạc
thuốc lá và bật lửa. Quảng ú ớ kêu lên: "Mấy anh làm cái gì thế này?" Một gã rút ngay con dao nhọn từ sau lưng, khoa lên loang loáng trước mặt Quảng và rít lên: "Cầm mõm chó mày lại, kêu một tiếng ông lia cho vài nhát bỏ mẹ bây giờ." Dứt lời, gã móc túi sau của Quảng, lấy được cái bóp, vạch từng ngăn ra, coi rồi than: "Có vài chục bạc, nước mẹ gì, từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây mà đem có mấy chục bạc, kiết thế." Rồi gã lặng lẽ nhét bóp vào túi mình. Quảng đau đớn nhìn Tín cầu cứu, nhưng Tín đã tự động tách rời khỏi Quảng ngay từ lúc bốn gã thanh niên xuống xe. Tín đứng lùi lại một góc, khoanh tay im lặng nhìn hoạt cảnh diễn ra trước mắt. Mặt Tín đã hoàn toàn đổi khác, cái vẻ trắng trẻo thư sinh vừa vụt mất để đổi sang màu xanh nhợt, dữ tợn, và ánh mắt hiền hòa hiếu khách cũng không còn nữa. Ngược lại, đôi mắt ấy đang trừng trừng nhìn Quảng như căm giận. Giọng Tín dõng dạc như một đại ca ra lệnh cho em út: "Nhớ tháo cả đôi giày của nó nữa, xem nó có giấu gì trong ấy hay không." Đến giờ phút ấy thì Quảng mới biết là mình trúng kế của Tín, nghĩa là chính Tín đã gài Quảng, đem Quảng đến đây cho đồng bọn chấn lột. Quảng nhìn Tín rên rỉ: Mấy anh lấy tiền nhưng làm ơn cho tôi xin lại giấy tờ." Tín chừng mắt nạt: "Cầm mồm, ông vả cho mấy cái gãy răng bây giờ." Dứt lời, Tín đẩy xe đạp ra hẻm, nhảy lên yên và ngoái cổ lại dặn: "Nhanh nhanh lên một tí, chốc nữa gặp nhau ở nhà tao." Tín dẫn người đạp đi, nhưng xe mới lăn bánh được khoảng 2 thước thì Tín thắng lại, quay đầu nhìn Quảng và nói thêm với đồng bọn bằng giọng nhân nghĩa: "Nó ra thăm người nhà lần đầu, để cho nó bộ quần áo cho nó mặc, đừng có lột hết. Nhà người ta có con gái lớn, với lại tao dặn chúng mày là nhớ tránh cái con đường Trần Hưng Đạo." Rồi Tín đạp xe đi thẳng. Quảng tuyệt vọng nhìn theo cái dáng gầy gò của Tín gập người trên chiếc xe đạp nội hóa còn mới tinh, chậm chạp lăn bánh xa dần khỏi tầm mắt của Quảng. Mấy đứa kia tiếp tục sờ nắn Quảng từ trên xuống dưới, hô hố cười khi phát hiện được một nắm tiền Quảng giấu trong quần lót. Gã giơ cao cọc tiền lên trước mặt, hít hít mấy cái và nói: "Tiền để trong quần mà cũng còn thơm chán." Nghe lời Tín, chúng bắt Quảng cởi luôn đôi bata và đôi vớ đã bốc mùi khó chịu vì mồ hôi toát ra mấy ngày ngồi trên xe hỏa. Quảng đi chân không, đứng co ro trên mảnh đất nhầy nhụa, nửa khô nửa ướt, đầy những rác rến và phân bò. Quảng á khẩu không dám nói lời nào nữa, nhất là từ lúc Tín bỏ đi. Bao nhiêu năm giang hồ ở miền Nam, Quảng đã từng nghe đồn du đãng Hà Nội còn giết người bạo tay hơn cả du đãng Sài Gòn. Hôm nay lâm vào bước đường cùng, Quảng nghĩ rất nhanh và tự an ủi là thà mất tiền mất của, miễn là đừng mất mạng. Mối hận này muôn đời Quảng sẽ không trả được, bởi đây không phải là đất của Quảng. Nhưng nếu chúng tha cho Quảng sống sót mà về, thì tiền bạc Quảng sẽ kiếm lại không khó khăn lắm. Nghĩ vậy cho nên Quảng rất ngoan ngoãn, chúng bảo gì là Quảng làm theo ngay. Món hàng cuối cùng còn sót lại trên người Quảng là cây bút máy cài ở túi áo. Một đứa phát hiện ra giật lấy, giơ lên trước mặt ngắm nghía và hỏi Quảng: "Bác ke thật hay dởm đấy ông anh?" Quảng vội nhanh miệng đáp: "Dạ thứ thiệt của Mỹ, tôi đâu có xài đồ dởm." Thằng du đãng gật gù hài lòng, nhét vào túi áo mình. Một đứa khác sốt ruột lên tiếng: "Thôi đi, kỹ lắm rồi, chả còn mẹ gì nữa đâu." Đứa khác lè nhè gạt đi: "Làm gì mà vội, từ từ đã." Vừa nói, gã vừa chậm chạp cột 2 sợi dây giày của Quảng vào nhau và máng lên ghi đông xe. 2 chiếc xe cùng nổ máy, khói phun thành 2 luồng thật mạnh phà vào mặt Quảng. 4 đứa hớn hở leo lên, nhưng bỗng một thằng lại đột ngột quay lại nhìn Quảng, rồi đập tay vào lưng đứa ngồi phía trước và nói: "Gợm tí đã, suýt nữa thì quên." Gã nhảy xuống khệnh khạng tiến lại trước mặt Quảng. Quảng càng tái mặt vì sợ gã đánh, nhưng gã chỉ tháo sợi dây lưng của Quảng, lật qua lật lại rồi tự đeo vào bụng mình. Trái tim Quảng như thắt lại. Thế là hết, chút vốn liếng cuối cùng cũng mất luôn. Mấy cái nhẫn vàng giấu kín trong thắt lưng, tưởng bọn lưu manh không nghĩ tới, hóa ra cũng tiêu tan. Thằng du đãng còn nán lại, mân mê cái áo Quảng đang mặc và tấm tắc khen thứ hàng vải, hàng ngoại đắt tiền. Nó định bắt Quảng cởi luôn, nhưng nhớ lời Tín đã dặn, nó buông tha cho Quảng, nhảy phóc lên yên sau Honda thằng bạn đang nổ máy chờ.
Quảng rưng rưng nước mắt, nhìn theo hai chiếc xe vọt đi, bùn đất bắn tung văng lên cả mặt Quảng. Rồi Quảng cũng lết được đến nhà Bính. Dọc đường gã hỏi thăm lanh quanh hai ba người, ai cũng nhìn Quảng tội nghiệp vì thấy Quảng đi chân đất, cái mồm mếu máo và nước mắt cứ muốn trào ra. Nghĩ đến lát nữa lặp lại Bính, Quảng nát tan cả cõi lòng. Cái phong độ hào hoa, cái vị thế giang hồ của Quảng cùng với vốn liếng tiền bạc mang theo, tất cả đều đã biến mất. Hùm thiêng khi đã xa cơ, ai cũng có thể coi thường được. Gã muốn quay ngay về sân ga đón tàu trở lại miền Nam, bởi gã không muốn Bính nhìn thấy gã trong hoàn cảnh thất thế này. Nhưng lấy tiền đâu mà mua vé tàu, mà chi tiêu những món tối thiểu trên lộ trình trở lại Sài Gòn. Quảng đành cứ cắm đầu bước đi. Hai bên đường trẻ con người lớn trố mắt nhìn theo, sầm sì bàn tán. Quảng coi số nhà rồi dừng lại trước căn nhà gạch cũ, ngơ ngác trông vào. Đúng là số nhà Bính đã ghi, nhưng sao chẳng thấy có dàn mướp nào trước sân như lời Tín nói. Một bà hàng xóm đang ngồi bế cháu trước cửa tò mò tiến sang, vì thấy Quảng cứ thập thò nhìn quanh. Bà hỏi: "Ông tìm ai thế?" Quảng mệt mỏi đáp: "Là tôi tìm người quen. Nhà này không biết có phải là nhà bà Thìn không?" "Nhà bà Thìn chứ còn ai vào đây nữa. Bà ấy ở trong nhà ấy, cứ gọi lên đi." Quảng ngập ngừng tiến vào, đứng ngay trước cánh cửa và lên tiếng: "Có ai trong nhà không?" Bà Thìn đang phơi cau ở sân sau, chạy vội lên trố mắt nhìn Quảng. Lần đầu tiên gặp nhưng Quảng cũng nhận ra ngay đây là bác mình, bởi có những nét rất giống mẹ gã. Bà úa hỏi Quảng: Ông hỏi ai ạ?" Quảng rơm rớm nước mắt hỏi lại: "Bà có phải là bà Thìn không ạ?" "Tôi đây, tôi là bà Thìn đây, nhưng mà ông là ai mới được chứ?" Quảng bước hẳn vào trong để tránh những cái nhìn soi mói của vài người hàng xóm vô công dỗi nghề cứ kéo sang đứng ngoài sân theo dõi. Rồi Quảng mếu máo vừa ngượng vừa buồn đáp: "Cháu là gì đây, cháu là Quảng đây dì ơi." Bà dì nhìn thằng cháu từ đầu xuống chân rồi kêu lên: "Ôi giời ơi, thằng Quảng con bác Phùng đấy phải không? Chết chửa, cháu ra bao giờ thế? Sao lại đi chân không thế này? Thế hành lý đâu hết cả?" Quảng muốn òa lên khóc như đứa bé bị bắt nạt, chờ mãi mới có người lớn đến bênh vực. Gã nhìn sâu vào bên trong nhưng không thấy Bính. Gã tự động ngồi xuống mép giường và sụt sùi tiếp: "Dì ơi, cháu bị cướp dì ạ. Vừa mới xuống sân ga thì chúng nó lột sạch cả." Bà Thìn trố mắt kinh hãi rồi lắc đầu chép miệng nói: "Khổ thân, thế đã báo công an chưa? À mà thôi, báo làm gì, trông mong gì mà khai với chả báo. Thì chúng nó có đánh đập gì cháu không? Mà giá cái Bính nó có nhà, dì bảo nó ra đón cháu thì đâu có đến nỗi nông nỗi này. Khổ quá đi mất thôi." Quảng ngước lên hoang mang tự hỏi: "Bính đi vắng à dì?" "Cũng tại cháu không nghe lời Bính, không muốn phiền cô ấy ra đón cho nên mới..." Bà Thìn ngồi bên cạnh Quảng, cầm cái quạt nan phe phẩy cho thằng cháu bất hạnh rồi nói: "Giá mà cháu cho dì biết trước thì dì sai thằng Toàn nó ra đón cũng được, chứ cái Bính làm gì có nhà. Nó đi vắng đến cả mấy hôm nay rồi." Quảng mở to mắt hỏi lại: "Bính đi đâu hả dì?" "Nói để cháu mừng cho nó, đơn vị của chồng nó ở bên Campuchia mới được điều về. Nghe bảo họ bố trí cả lên biên giới phía Bắc nữa. Cái Bính bắt được thư chồng, vội vã chạy đi thăm ngay. Đây này cháu xem, mấy năm rồi chúng nó chả gặp nhau, vợ chồng trẻ, nghĩ cũng khổ cháu nhỉ." Quảng lặng người ngồi yên không nói nữa, mắt lơ đãng nhìn ra sân, nhớ lại cả một chuỗi ngày chan hòa hạnh phúc bên cạnh Bính. Tất cả giờ đã qua đi như một giấc mơ ngắn ngủi, chỉ còn để lại chút kỷ niệm tô điểm cho cuộc đời Quảng. Mất tiền, Quảng tuy có tiếc nhưng không xót xa lắm. Mất Bính, Quảng mới thật sự tái ti. Gã thầm trách Bính đã không cho gã biết chồng Bính vừa theo toán quân xâm lăng trở về. Nếu biết trước thì Quảng mò ra đây làm gì để rước lấy bao nhiêu nỗi ê chề. Quảng nhớ có lần thoáng nghe Bính giải thích với mẹ Quảng là sở dĩ Bính lấy chồng rồi mà vẫn về ở chung với mẹ ruột là bởi vì Bính với bà mẹ chồng thường xuyên bất hòa gay gắt. Hễ chồng về thì Bính sang ở nhà chồng, hễ chồng đi là Bính lại quay về nhà bố mẹ. Nói cách khác, không có chồng bên cạnh thì Bính và mẹ chồng có thể đánh nhau to. Bà Thìn buông cái quạt rồi tiếp:
Cứ nghe đồn là quân đội sẽ cho giải ngũ hàng loạt bộ đội. Cái bính nó cứ chở mãi mà chả thấy gì. Dì thì cũng mong cho chồng nó về gần gũi nhau, rồi còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Cháu tính cái bính nó 25, 26 rồi đấy cháu ạ. Bằng tuổi ấy người ta đã tay bế tay bồng cả rồi, mà nó thì vẫn cứ long nhong như còn con gái. Giá cháu ra sớm được một tuần thì thế nào cũng gặp nó đấy. Quảng cúi nhìn xuống chân, đôi chân dính từng mảng bùn đang khô dần. Thôi thế là hết, chuyến đi này hoàn toàn vô nghĩa mà lại chuốc lấy toàn đắng cay. Thế thì còn lý do gì để lưu lại căn nhà xa lạ này? Quảng nén tiếng thở dài, những cặp mắt thất thần nhìn lên vách, chỗ có treo những tấm ảnh vừa màu vừa trắng đen lẫn với nhau. Gã đứng dậy tiến lại gần, hình đám cưới của Bính lồng trong khung kính, nét cười ngây thơ như thiên thần. Lòng Quảng bỗng xốn sang những ân tình cũ, bao nhiêu lần ôm ấp tấm thân tuyệt vời của Bính. Quảng quay lại đảo mắt nhìn quanh. Trên cái tủ gỗ cũ kỹ, lớp vẹt ni đã nhiều chỗ chảy sát. Khi bên cạnh đầu giường, Quảng thấy có bộ ấm tách mà gã mua tặng Bính lần đầu cô vào thăm, đặt kế bên cái radio cassette hiệu Sanio còn mới nguyên. Quảng nhìn đăm đăm, nén tiếng thở dài. Bà dì đứng dậy ra cửa. Hàng xóm nhao nhao hỏi thăm mỗi người một câu. Hả? Bị cướp hả? Ôi giời, thời buổi này thì chấn lột xảy ra nhan nhản chỗ nào mà chả có. Nhất là ở nhà ga, ở bến tàu. Thật khổ cho cậu ấy, lạ nước lạ cái, có biết gì đâu mà đề phòng. Mẹ Bính cáo lỗi cùng hàng xóm rồi khép cửa lại để nói chuyện riêng với Quảng. Bà bảo, thôi cháu ạ, chả tiếc, của đi thay người. Thấy cháu lành lặn là dì mừng lắm rồi. Thôi ra đằng sau ngồi nói chuyện cho mát. Dì đang dở một tay một tí, cũng sắp xong rồi. Thế mẹ cháu dạo này ra làm sao? Có khỏe không? Quảng trả lời qua loa cho phải phép rồi lầm lũi theo mẹ Bính ra sân sau. Trên khoảng sân xi măng diện tích chỉ vừa bằng chiếc chiếu, bà phơi đến mấy mâm cau. Bà ngồi xuống cái ghế thấp lè tè, cầm con dao bài tiếp tục gọt vỏ những trái cau vừa mập vừa tròn. Quảng cũng ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào vách. Bà hạ giọng hỏi nhỏ. Này, thế cháu mất có nhiều không? Khổ thân, cả đời mới ra thăm dì lần đầu, lại gặp chuyện không may, làm dì áy náy quá. Cái bính nó vào trong ấy mấy bận, cứ khen mãi cháu là người rộng rãi, nặng tình nặng nghĩa, họ hàng. Dì cũng mừng lắm. Thật rời trá thương người hiền, thế cháu mất có nhiều lắm không? Ba hôm sau, Quảng vay tiền bà dì mua vé xe về Nam, không còn hứng thú để lưu lại Hà Nội như Quảng dự tính trước đây. Hà Nội in hằn trong đầu Quảng, một vết thù muôn đời không xóa nổi. Lúc tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh, Quảng u sầu nhìn qua cửa sổ ngó xuống sân ga, bất chợt thấy Tín vừa đạp xe tới, đứng quanh quẩn ở chỗ cũ, nơi mà Quảng đã gặp gỡ Tín lần đầu. Quảng chố mắt, nhổm người lên chăm chú quan sát, lòng dâng lên một mối căm hận vô biên. Quảng thấy rõ nét mặt Tín hôm nay đã trở lại hiền hòa dễ thương như con nai tơ, miệng phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Mặc dù khoảng cách khá xa, Quảng cũng biết chắc đó là cái xe cô dây vàng của Quảng.